Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Chúng ta vừa nhìn thấy bên em cập nhật hàng mới, vừa mới cập bến shop ngày hôm nay. Đó là những chiếc đầu chơi nhạc số rất tuyệt vời đến từ thương hiệu Cambridge Audio, một trong những thương hiệu có tuổi đời lâu năm tại Anh Quốc. Và đây là những sản phẩm chuyên chơi nhạc số, bao gồm các chức năng như là DAC này, Music Server này, Network Player này, để chúng ta có thể thoải mái stream nhạc online từ các nền tảng trên mạng xã hội, cũng như là có thể sử dụng như một chiếc DAC để kết nối các cái thiết bị ngoại vi như là TV, máy tính, điện thoại, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kết hợp với những ổ cứng hay là USB để chơi trực tiếp trên đó, rất là thuận tiện. Có độ phân giải rất cao từ 24 cho tới 32 bit và chơi được cả những dòng nhạc điên đi. Và lần này thì bên em cập nhật toàn hàng chính hãng, được bảo hành theo chế độ và chính sách của hãng, anh em chơi hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm này đang có mức giá list là 33.264.000 đồng. Tuy nhiên tại Bà Hùng Audio chỉ còn hơn 20 triệu đồng thôi. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Bà Hùng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox và tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox xong sản phẩm mới cập bến tại Bà Hùng Audio để phục vụ anh em nhân dịp Tết này. Đó chính là chiếc đầu Cambridge CX-V2. Đây là phiên bản V2 và là cái thế hệ mới nhất với một cái màu gray đặc trưng. Bây giờ thì Cambridge bây giờ thì Cambridge Audio chỉ làm duy nhất một màu đặc trưng là màu gray để nhận diện thương hiệu. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm CX-V2 thế hệ mới của Cambridge Audio thì sẽ đều có chung một cái màu này. Và sản phẩm này thì sẽ phục vụ cho chúng ta chơi nhạc số vô cùng là thuận tiện, với rất nhiều những tính năng để chúng ta chơi cũng như là trải nghiệm. Ngoài cái tính năng là có thể kết nối với điện thoại để điều khiển chiếc đầu Cambridge này, thì chúng ta cũng có thể sử dụng điều khiển theo máy để sử dụng hoàn toàn những cái tính năng trên cái sản phẩm này. Với một cái thiết kế ngoại hình ở size phổ thông là 43cm, chiều sâu là 30cm và chiều cao là 8,5cm, thì Cambridge Audio CX-V2 có thể đặt chung với hầu hết những cái sản phẩm trên thị trường hiện nay để cùng với một size nó rất là đẹp mắt. Thêm nữa thì ở mặt trước họ làm một tấm nhôm nguyên khối rất là dày, và ở trên nóc thì họ sử dụng một tấm kim loại ốp vào liên lạc từ hai cạnh bên cho tới là cạnh trên nóc này. Đó. Phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị ở đây với các cái phím bấm lựa chọn như là menu, back và một số những cái phím bấm để next bài hay là quay lại và stop. Đó. Một cái màn hình này hiển thị rất là trực quan tất cả những cái tính năng để chúng ta cài đặt. Ngoài ra thì cái bìa của đĩa CD hay là bìa của những bản nhạc mà chúng ta stream online thì nó sẽ hiển thị ở trên đây. Quý vị bạn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp mắt luôn, đúng không ạ? Và hiển thị tất cả những cái thông số kỹ thuật của chiếc máy này trên đây. Bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cổng USB để kết nối với ổ cứng hoặc là máy tính, chúng ta chơi trực tiếp trên đó. Chất lượng nó sẽ vô cùng ổn định và chất lượng cũng rất là cao. Bên tay phải chúng ta sẽ có một cái núm để tùy chỉnh. Đó. Tùy chỉnh này thì sẽ cho chúng ta set up tất cả những gì ở trong chiếc máy, và chúng ta sẽ có một đường input vào. Đó. Trong đó thì sẽ có USB audio này, digital 1 này, digital 2 này, Roneri này, Spotify này, Tidal này, Chromecast này. Đó. Rất nhiều những cái tính năng ở trên đây. Đó.
Ở bên trên thì chúng ta sẽ có Music Library, Radio và Present. Bên dưới cùng thì chúng ta sẽ có một cái tính năng để cài đặt, đầu tiên là cài đặt mạng này. Đó, chúng ta có thể cài đặt Wi-Fi hay là cài đặt mạng LAN ở trong đây. Bên dưới thì cập nhật firmware và cài đặt audio. Chúng ta có thể sử dụng như là một chiếc rè, tức là biến chiếc volume này nó sẽ thành một chiếc rè. Đấy. Đấy. Nhưng mà em hiện tại thì không có cái nhu cầu đó cho nên em sẽ tắt nó đi. Rồi, chúng ta cũng có thể cài đặt USB audio và cài đặt chế độ cho Rode DSD mode. Ok, như vậy là sẽ có tất cả những cái tính năng và cài đặt rất là sâu ở trên chiếc máy này, ở trong cái màn hình điều khiển này. Đó. Và là một chiếc đầu có kiêm nhiều cái tính năng để chơi nhạc số độc đáo, như là chơi từ USB cắm trực tiếp từ phía trước, hoặc là có thể kết nối với mạng để chơi từ Tidal, Spotify, vân vân, để stream online trực tiếp qua đây. Hơn nữa thì cũng có thể kết nối AirPlay để chơi từ YouTube hay là từ các cái kênh phát nhạc khác từ điện thoại phát trực tiếp qua đây. Đó. Và một cái tính năng nữa là Music Server, chúng ta kết nối với USB để chơi trực tiếp trên đó. Nếu như anh em nào mà dùng TV hay là dùng máy tính mà chúng ta muốn kết nối vào đây để giải mã thì nó cũng có thể hoàn toàn kết nối được qua các đường kỹ thuật số input và qua cái mạch giải mã 32 bit của Cambridge CX-NV2 sẽ cho ra cái chất lượng âm thanh được hay và tuyệt vời hơn. Ở phía sau thì chúng ta thấy hiện diện rất nhiều những cái cổng kết nối trên đây, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cổng kết nối dây nguồn số 10 đây, và cái USB để bắt Wi-Fi. Đó, tức là chúng ta có thể kết nối trực tiếp với Wi-Fi mà không cần qua mạng LAN nữa. Một cổng USB nữa để chúng ta có thể kết nối ổ cứng hoặc là kết nối với USB chơi nhạc trên đó. Một cổng Internet mạng LAN đây. Đó, và hai cổng digital như em nói thì có một đường độc trục, một đường cáp quang để kết nối với TV hay là kết nối với tất cả những nguồn phát nhạc số nào mà sử dụng đường cáp quang thì đều có thể cho qua đây và giải mã chất lượng tốt nha. Và cái jack này thì cũng được mạ vàng rất là tốt này. Thêm nữa thì nó cũng có thể trở thành một chiếc đầu phát và chúng ta dùng qua một chiếc DAC cao cấp hơn. Ví dụ như là chúng ta có những chiếc DAC nó đắt tiền hơn cái này chẳng hạn, ví dụ 4, 5, 60 triệu chẳng hạn, nhưng mà nó lại không có tính năng streamer. Đó, cho nên là chúng ta sẽ dùng cái máy này stream online từ các cái kênh ở trên mạng, sau đó sẽ xuất qua cái đường tín hiệu số này để qua một cái giải mã cao cấp hơn cái này. Đó, đấy là điều em nói với những cái giải mã cao cấp hơn nhé. Nhưng cái này nó đang ở cái mức giá khoảng hơn 20 triệu thì đương nhiên không so được với những cái giải mã khoảng 5-60 triệu chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể qua đó. Còn với cái tầm tiền của CX-NV2 thì thực sự là nó gần như tới nay là rất ít đối thủ có thể đầy đủ tính năng cũng như cái chất lượng âm thanh đạt như được CX-NV2. Rồi, thêm nữa thì chúng ta sẽ có cái cổng USB audio in để kết nối với máy tính qua đây giải mã, cái chất lượng âm thanh nó cũng sẽ nâng cao hơn rất nhiều. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có hai đường output ra, và một cái đặc điểm hay trên chiếc đầu này đó chính là có sẵn đường ba lăng. Đó, đường ba lăng thì rất nhiều anh em ưa thích. Chính vì vậy thì một chiếc DAC tầm tiền khoảng 20 triệu mà nó lại có cái đường ba lăng này thì thực sự nó cũng có rất nhiều sự ưu ái từ hãng dành cho cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ có một đường RCA output ra để kết nối ra âm ly hay ra rè hay ra PAL vân vân. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết và unbox sản phẩm đầu phát nhạc số Cambridge CX-NV2 đang có sẵn tại Bảo Hùng Audio, và đợt này về hàng rất là nhiều để phục vụ anh em chơi nhân dịp Tết này nha. Và đặc biệt hơn là với mức giá rất tốt tại bên em, giá lít là 33.264.000 đồng. Tuy nhiên tại Bảo Hùng Audio chỉ hơn 20 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu cho mình cái sản phẩm này rồi. Hãy liên hệ trực tiếp với Bảo Hùng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ Cambridge CX-NV2 này.
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. You were just another sideshow in a backstreet carnival. And I was walking the high wire, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. You were tender as soft as summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were a color to the moon. You were flowers come to bloom with a sweet perfume. And you were tender as soft as summer wind. I've seen the dark side when I'm trying to find the light.
seen the shadows fade away on the wrong side of night.